Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với review của chúng mình. Hôm nay, mình sẽ review cho các bạn bộ phim Phạm Băng Băng diễn tốt nhất. Bộ phim bắt đầu với hình ảnh một cô gái xinh đẹp đến khách sạn. Vừa vào phòng đã cởi đồ ra, còn nói ông chủ hôm nay làm nhanh nhé. Buổi tối tôi hẹn chị em ăn cơm vẫn giá 1.000 trước đây. Ông chủ rút ra mấy tờ 100 đưa cho cô ấy, nói có chuyện gấp sao? Lẽ nào cô không biết tôi là người một ngày một đêm trong truyền thuyết sao? Bây giờ cô có thể về đi ăn với chị em đây, tiền gọi xe. Ông chủ đeo mấy chiếc vòng vàng lên tay sau đó rời đi. Ông chủ này tên là Lâm Đông, là ông chủ của một cửa hàng rửa chân. Người vợ không thể sinh con tình cảm vợ chồng chỉ trên danh nghĩa. Nguyên nhân không ly hôn vì không muốn chia gia sản. Lưu Bình Quả cùng chồng An Khôn đến đây làm thêm. Bình Quả làm việc ở cửa hàng rửa chân. An Khôn là công nhân lau kính, thường làm việc trên cao. Cặp vợ chồng này ở căn nhỏ bé mục nát nhất. Mỗi ngày chỉ đi từ nhà đến chỗ làm và ngược lại, ngoài công việc ra thì không có gì khác. Cửa hàng rửa chân là nơi vô cùng phức tạp. Những cô gái trẻ khó tránh đụng chạm thân thể, nhưng Bình Quả thì ứng biến rất tốt. Lúc khách hàng muốn ăn bớt thì cô ấy cũng biết tùy cơ ứng biến. Còn dạy người mới khi khách hàng chạm vào ngực cô thì phải đưa tay ra ngăn người ta lại. Nhưng có cô gái ngây thơ nhưng tính cách vô cùng bạo, không muốn để khách chơi đùa không công, dùng con dao cạo chân bắt khách hàng thanh toán. Công việc này cũng không làm được. Hôm đó Bình Quả và cô gái ở trong cửa hàng vừa uống rượu vừa khóc. Cô gái khóc lóc nói ở đây lớn như vậy, sao không có chỗ nào chứa nổi tôi chứ. Sau khi uống rượu say xong, Bình Quả loạn choạng đi ra phòng khách, còn làm tư thế nhạy cảm. Lưu Đông đi qua nhìn thấy, mắt ông ta sáng bừng lên, người con gái ông ta chưa bao giờ có cảm giác gì bỗng nổi hứng, không nhìn được cởi hết đồ trên người Bình Quả ra. Lúc Bình Quả uống say bỗng thấy sao hôm nay kích cỡ to hơn vậy, không quan tâm nữa cứ tận hưởng đã. Lúc hai người quan hệ cùng tận hưởng cảm giác lên đỉnh, bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng kêu. Trùng hợp thay, chồng Bình Quả đang lau kính bên ngoài căn phòng này. Mọi thứ đập vào mắt An Khôn, anh ta tức giận muốn đập kính đi vào. Bị cắm sừng, anh ta đòi Lâm Đông bồi thường, kết quả bị bảo vệ giữ lại, anh ta đành cắn răng nhẫn nhịn. Về đến nhà, anh ta vô cùng tức giận, trút giận lên người Bình Quả, không chỉ chửi Bình Quả bẩn thỉu, còn vừa quan hệ với Bình Quả vừa nói có phải anh ta làm vậy với em không. An Khôn yên lặng thấy bản thân thật thiệt thòi, gọi điện cho Lâm Đông đòi 2 vạn. Mặc dù Lâm Đông không thiếu tiền, nhưng muốn anh ta thừa nhận đã hiếp vợ người khác như vậy rất mất mặt, anh ta không làm được. An Khôn đi tìm vợ Lưu Đông. Vợ Lưu Đông Vương Mai quá hiểu chồng mình là người thế nào. Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế chỉ là hợp đồng ràng buộc. Biết được tất cả, bà ta vừa tức giận vừa bình tĩnh. Bà ta đề nghị không thể cho cậu ta bất kỳ thứ gì về mặt lợi ích, nhưng về mặt tình cảm thì được. Chồng tôi đã khiến anh bị cắm sừng như vậy, vậy anh cứ trả thù lại là được. An Khôn vừa nghe hóa ra là như vậy, làm thêm 2 lần cũng không thiệt. Thế là hai người kết hợp cùng nhau hành động. Không lâu sau, Bình Quả mang thai. Đáng xấu hổ là bố đứa trẻ rốt cuộc là ai đây, ai cũng không biết. Thế là anh ta đưa ra một ý kiến táo bạo, dùng đứa trẻ này để kiếm tiền. Anh ta khẳng định đứa trẻ này là con của Lưu Đông, một ông chủ đang cần con, một công nhân thấy tiền là sáng mắt. Hai người thương lượng thành công với nhau, cuối cùng 4 người ngồi lại ký một thỏa thuận, đền bù cho An Khôn 2 vạn. Đợi sau khi đứa trẻ sinh ra, nếu thật sự là con Lưu Đông thì đưa thêm 10 vạn nữa. Nếu đó là con An Khôn thì chuyện này coi như không có gì. Hai người đồng ý đưa ra các giả thiết có thể có. Quả nhiên có tiền thì muốn làm gì cũng được. Lấy được 12 vạn dễ dàng thì không cần lòng tự trọng rồi. Chờ đợi trong 10 tháng, Lâm Đông vô cùng mong đợi. Thường không quan tâm sắc mặt của vợ, đem các đồ bổ đến nhà An Khôn, còn hay dựa vào bụng Bình Quả nghe tiếng em bé đạp. An Khôn giữ trong lòng, vì tiền anh ta đành nhịn. 12 vạn đây là số tiền có lẽ cả đời này anh ta cũng không kiếm được. Đứa bé cuối cùng được sinh ra, nhưng điều An Khôn không ngờ chính là đứa bé là con của mình. Anh ta vui buồn lẫn lộn, nhưng vì 10 vạn còn lại, An Khôn quyết định đủ cách trao đổi, thay đổi nhóm máu cho đứa trẻ. Thế là Lâm Đông vui vẻ đón Bình Quả về nhà. 10 vạn nhanh chóng đến tay An Khôn. Bữa tiệc mừng đứa bé sinh ra vô cùng náo nhiệt. Bà vợ Vương Mai vì tài sản nên rất cẩn thận nép Lưu Đông không được có tình cảm với Bình Quả, ông ta cũng đồng ý. Lưu Đông, Bình Quả và đứa bé thân thiết bên nhau, An Khôn nhìn thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng là con của mình, người phụ nữ của mình, ở nhà này mình lại là người ngoài. Anh ta lấy 12 vạn ra đếm trong căn phòng chật hẹp. Đếm mấy lần, anh ta thấy thứ này thật lạnh lẽo, bắt đầu nhớ về sự ấm áp trước đây. Thế là anh ta nói cho Bình Quả biết em đứa bé là con mình, là anh ta tự thay đổi nhóm máu. Bình Quả không tin, An Khôn ngăn cô ấy lại. Bình Quả tuyệt vọng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Lần đầu tiên cô ấy khóc đau đớn như vậy. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu thứ An Khôn yêu là tiền chứ không phải cô ấy. An Khôn mất đi lý trí, âm thầm vào nhà Lưu Đông, trói Bình Quả lại rồi mang đứa bé đi. Lâm Đông tức giận báo án An Khôn bị bắt lại. Trải qua nhiều chuyện, Lưu Đông mới biết đứa bé ngày nào mình cũng nâng niu là con của người khác. Cuối cùng An Khôn đến nhà Lâm Đông trả lại 12 vạn muốn đưa đứa bé đi. Lâm Đông không nỡ rời xa đứa bé, bảo An Khôn đưa ra con số, nhưng thứ An Khôn chọn lần này là con. Xong, Bình Quả đóng cửa lại từ chối An Khôn. An Khôn tức giận đẩy cửa ra về. Lâm Đông cuối cùng mất cả tiền lẫn người, người vợ cũng bỏ anh ta mà đi. Cuối phim, Bình Quả ngồi lại cùng Vương Mai, hai người phụ nữ nhìn nhau rơi nước mắt, cuối cùng cũng hiểu rõ được tấm lòng con người Bình Quả.